Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì bên mình vừa về được một tô loa full bass 25 anh em nhé. Hàng cực kỳ chất luôn. Hàng này thì để mà so sánh thì nó phải ngang tầm cỡ với cả có khi còn hơn anh em nhé. Với cả DK, CAF, cá heo hàng xịn. Một bass 25, một kèn. Đây cho anh em xem, em đang tháo căng ra. Đấy, nhìn kia. Đây, một cái kèn này anh em này, một bát 25 nhé. Đấy, rất gấu luôn, gân này gân dính này, gân dầu. Phân tần anh em nhìn thấy qua cái khe kìa nhé. Đấy, một lát nữa mình sẽ tháo cho anh em xem. Thấy chưa, anh em nhìn gấu chưa. Con này là con TLT nhé, TLT Audio, TLT Acoustic. Cái mã của cái con này là VA10, công suất 250W một chiếc, nghe rất đã luôn. Hàng TLT là một thương hiệu đình đám của Mỹ anh em nhé, và được sản xuất tại China luôn, và nó ghi đây là Made in China luôn này, Made in China này. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng vào hàng công ty, mặt sau của nó phân tần còn có cả tản nhiệt luôn anh em nhé, tản nhiệt phân tần luôn, đấy mới gấu. Và bát mặt này thì nó có cái tay sách này, có cái tay sách này, tay sách để treo làm lin array nhá, cho mình sẽ để nó nằm xuống làm lin array. Đấy, còn mình dùng gia đình thì vẫn dùng ok nhá. Tiếng dòng này đặc điểm của nó là tiếng rất là hay, tiếng cực kỳ sáng luôn, làm lo monitor hoặc lo lời rất là gấu. Trong cái phòng karaoke tầm phải rộng tầm 70m đến 50m, nhưng còn nếu mà phòng nhỏ tầm 25m thì chơi không cần súp đâu, tiếng rất hay. Đấy, anh em nhìn này, mình chỉ gọi là giới thiệu qua cho anh em thôi, còn cái clip sau mình sẽ cho anh em nghe cái chất âm luôn và chất tiếng của nó nhé. Đấy, vừa về chưa kịp test cho anh em. Đấy, cái logo thương hiệu của nó đây anh em này. Đấy, mặt lưới sắt này, TLT nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau. Clip sau em sẽ test và cả karaoke lẫn nhạc cho anh em xem.